Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhiệt độ tại các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ có xu hướng gia tăng rõ hơn trong 24 giờ tới. Nắng nóng xuất hiện ở nhiều địa phương, nhất là tại khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 33 đến 36 độ, có nơi còn cao hơn. Riêng khu vực các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ, trời còn nhiều mây về đêm và sáng. Trưa chiều thì có nắng nhưng cường độ nắng thì không quá mạnh mẽ, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động là từ 29 đến 32 độ, có nơi còn trên 32 độ. Khu vực Trung Bộ sang ngày mai thì có nắng nóng diện rộng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ, có nơi còn cao hơn ở phía Tây khu vực. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên, nhiệt độ cũng tăng dần và có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 33 đến 36 độ. Còn từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, trời có nắng vừa phải với nhiệt độ dao động là từ 32 đến 34 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Trong khi đó, mưa rào và dông còn tiếp tục lặp lại tại các khu vực phía Nam nước ta trong 24 giờ tới. Cục bộ thì có mưa dông với lượng khá. Do mưa chủ yếu về cuối ngày và trong ngày thì trời vẫn có nắng nên nhiệt độ cao nhất ở vùng cao Tây Nguyên dao động là từ 30 đến 33 độ. Có nơi còn cao hơn. Còn các tỉnh Nam Bộ thì nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Riêng miền Đông thì vẫn có nắng nóng với nhiệt độ là từ 34 đến 35 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trên hầu khắp Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có cường độ trung bình và thời tiết ít mưa nên khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng và nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi còn cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, cục bộ có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, vùng núi phía Tây có nơi còn cao hơn 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng phía Bắc từ 34 đến 36 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tin thủy văn, thủy triều thấp, mực nước trên các sông thấp và dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông Đáy tại Ninh Bình, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,20 đến 0 m, xuất hiện từ 21 giờ đến 24 giờ ngày mùng 3. Mực nước cao nhất ở mức 0,60 đến 0,80 m, xuất hiện từ 7 giờ đến 10 giờ ngày mùng 4. Tại Như Tân, mực nước cao nhất ở mức 1,10 đến 1,30 m, xuất hiện từ 4 giờ đến 7 giờ. Mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,60 đến dưới 0,40 m, xuất hiện từ 18 giờ đến 21 giờ ngày mùng 4.
Độ mặn cao nhất tầng đáy tại Newton ở mức 8 đến 10 phần nghìn.